Nên kết hợp rượu vang hồng với những loại thực phẩm nào? Rượu vang hồng được biết đến với nhiều sắc hồng, từ màu hồng cá hồi đến kẹo bông cho đến màu phong lữ. Rượu vang hồng có thể làm từ bất kỳ loại nho làm rượu vang đỏ nào, từ Grenache đến Pinot Noir đến Cabernet Sauvignon. Và giống như các loại rượu vang đỏ có các hương vị khác nhau, rượu vang hồng cũng vậy. Hầu hết các loại rượu vang hồng có vị dâu tây, quả mâm xôi, bưởi hồng, đại hoàng, chanh và các loại thảo mộc như là hoa oải hương và bạch đàn. Các loại hoa bao gồm hoa hồng, hoa cam, một số có thể bao gồm các nốt hương sâu hơn của mận, anh đào đỏ và lựu. Vậy thì nên kết hợp rượu vang hồng với những loại thực phẩm nào? Đầu tiên là kết hợp với các món ăn Địa Trung Hải. Rosé trở nên gắn liền với lối sống Địa Trung Hải vì nó giúp tăng độ ngon của thực đơn hải sản. Sản phẩm theo mùa của địa phương và các loại thảo mộc của vùng kết hợp với các loại rosé đậm đà hơn từ các loại nho như là Grenache, Syrah và Mourvèdre. Thứ hai là thịt lợn và thịt nguội. Hương vị tươi sáng và trái cây mà nhiều loại rosé có chung khiến nó trở nên tương phản hoàn hảo với hương vị mặn, đậm đà của thịt lợn và thịt ướp muối. Một trong những cách kết hợp đồ ăn với rosé sủi bọt được yêu thích nhất là món sườn heo nướng đậm đà hương vị, nhưng tốt nhất là kết hợp với rượu vang sủi Brut Rosé hoặc là rượu vang sủi với nhiều hương quả mọng đỏ và mận. Cách kết hợp thứ ba là hải sản có vỏ. Hàu tươi bóc vỏ, tôm càng, sò điệp áp chảo hay là tôm hùm nướng, tất cả đều ngon với rượu vang rosé không ngọt, tươi mới. Chọn một loại rượu đến từ miền Nam nước Pháp hay là rượu vang hồng đậm hơn một chút từ Languedoc-Roussillon hoặc là một loại rượu vang từ California được làm theo cùng một phong cách nhẹ nhàng. Thứ tư là các món ăn chế biến cùng cà chua. Rosé của tất cả phong cách và cà chua là kết hợp tuyệt vời. Vị trái cây và độ chua trong rượu bổ sung cho vị ngọt của cà chua kết hợp với bất kỳ loại rosé không ngọt nào mà bạn yêu thích với bánh tart cà chua, bruschetta hoặc là bất kỳ loại mì ống nào có sốt cà chua. Thứ năm là kết hợp với phô mai trắng kem. Việc kết hợp phô mai và rượu vang hồng là rất dễ dàng vì những loại rượu này rất ngon với nhiều loại phô mai trắng. Khả năng kết hợp của rượu vang hồng kéo dài từ các loại format kem nhẹ như là mozzarella và brie đến các loại format trắng có vị ngọt hơn bao gồm format feta của Pháp và format dê các loại. Kết hợp với một loại rượu vang hồng ngọt ngào với camozola kem, một loại phô mai ba màu xanh từ Đức. Thứ sáu là kết hợp rượu vang hồng với giả lách xanh. Vào những ngày bạn muốn thưởng thức rượu vang với món salad của mình, hãy tìm đến rosé. Hương thảo dược nhẹ nhàng trong rượu vang hồng Pháp sẽ bổ sung cho vị ngọt tinh tế trong rau diếp và các loại gia vị trộn salad phổ biến như là phô mai, cà chua, giăm bông và trái cây. Và bảy là kết hợp rượu vang hồng với các món ăn tráng miệng. Các loại rosé ngọt ngào hơn như là wine zinfandel và pinot moscato ngập tràn hương vị trái cây. Hãy thử một ly rosé ngọt ngào với trái cây, bánh đào và bánh ngọt dâu tây, nhưng cần phải đảm bảo rằng rượu ngọt hơn món tráng miệng, nếu không thì rượu sẽ có vị chua. Vừa rồi là những thông tin về kết hợp rượu vang hồng và thức ăn, và các bạn hãy cùng theo dõi Rượu Ngon để chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về các kiến thức về rượu vang nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.